mày bị gì vậy? Bà không bị gì hết á. Rồi bà có bán cà phê cho em không? Trời ơi, mày uống thôi, mày hỏi hoài mệt mày quá. Trời, muốn quán gì kỳ vậy? Thôi mày đi luôn đi. Đi luôn trời đi. Trời ơi. Chạy được không? Ta. Chạy thoát được tôi không? Quất ngựa truy phong à? Hả? Tám ơi Tám, trời ơi tôi xin lỗi Tám. Bắt thền à? Thền tôi đi. Tám muốn tôi thền gì Tám? Trời ơi, mấy chục năm gìn giữ giờ thấy, thấy là lấy á. Lấy tôi chứ lấy gì? Lấy tôi đi à. Trời ơi Tám ơi tôi xin lỗi. Tại vì ta tới quán ta kêu cà phê, tôi đâu biết đâu tưởng đâu Tám bị trúng gió ở trỏng. Tôi chạy vô tôi kêu, ai ngờ vô thấy trúng lớn quá. Trúng lớn à? Trúng lớn à? Tôi xin lỗi mà tôi không có cố ý đâu. Vô là phải biết là gõ cửa. Là mày xong xong vô là cố ý rồi. Tôi đi báo. Trời ơi, cái chuyện nhỏ xíu đi báo công an làm chi? Tôi đi báo. Thôi mà cho tôi xin lỗi, đừng có báo công an. Tôi đi báo cho má tôi biết. Ủa, báo cho má. Má Tám chi vậy? Bà ôm. Ủa, hai đứa có chuyện gì vui vậy? Kể tao nghe coi. Như bà nói tôi chỉ vui. Cái thằng này nè, nó sao? Thôi mà trời ơi, thì Tám nhờ tôi chở đi chùa. Tôi không có chở, tôi mắc chở lý đi, bà buồn bà giận vậy đó. Trời ơi, chuyện vậy thôi mà mày làm ghê. Để tao. Mày mắc cười quá à. Chuyện gì đâu mà buồn. Thì thôi bây giờ nó chở mày đi, trở vòng về chở tao đi. Cục hứng rồi, không đi nữa. Được quá, nói chuyện nghe, cái thằng quý này nè. Nó trời ơi. Thôi mà. Có cái chuyện đi hay không mà mày kêu đó thằng chi? Nó bộ rồi kìa. Ủa nhỏ tuổi hơn tôi kêu bằng thằng đấy, tôi kêu bằng anh. Mày đừng có kêu như vậy. Bây giờ mày cục hứng rồi phải không? Cục hứng rồi thì mày chở tao đi, rồi vòng về chở nó đi. Đi nha. Về đi rồi không yên với tôi đâu đó. Trời ơi là trời. Thôi. Càng nghĩ càng tức thúi lòng luôn á. Mà có chuyện gì vậy? Giận thúi lòng luôn rồi. Có chuyện gì không? Thôi từ từ về còn giải quyết đi chứ. Ui cha. Cái gì vậy thằng ông nội? Tôi đang rối. Lên ngồi đi. Mày á. Đạp xe đi, nhìn tôi vậy. Điên. Không cần kêu nữa.